Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi được hân hạnh tiếp đón hai vị đại diện của Hội Thánh Em và Tín đồ Cao đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại về Washington có những công việc liên quan đến nhân quyền tại Việt Nam. Trước hết, chúng tôi xin ông Chánh trị sự Lê Phú Hữu cho biết về cái tình trạng tự do tôn giáo của các tín hữu cao đài ở trong nước hiện giờ ra sao ạ? Kính thưa quý khán thính giả, thì tôi cũng nói sơ qua về cái tình hình nền đạo cao đài trước năm 75 để chúng ta có cái sự so sánh phân biệt nó dễ dàng hơn. Thì năm 1926, Đức Thượng Đế mở cái nền đạo cao đài, chính Đức Thượng Đế mở và tất cả những cái chức sắc do Thượng Đế phong, và những chức sắc đó được tập thành gọi là cái hội thánh và thánh thể Đức Kitô. Và sau năm 1975, chẳng những là nhân dân và kể cả là tôn giáo đều bị sự thống trị của Đảng Cộng sản. Tất cả các tôn giáo nào cũng trong giai đoạn đầu đều nằm trong cái kế hoạch bị Cộng sản tiêu diệt. Nhưng mà họ thấy rằng trong cái quá trình họ không có tiêu diệt được nền đạo, cho nên họ chuyển sang cái chế độ là đồng hóa các tôn giáo và hướng dẫn tất cả một số đảng viên của Đảng Cộng sản để lồng vào trong cái tổ chức của tôn giáo mà họ thành lập sau này. Đó. Và ngày nay quý vị thấy rằng tất cả những cái chức sắc mà mặc áo vàng xanh đỏ, những cuộc lễ lộc rất đông ở Tòa Thánh Tây Ninh, đó không phải là một cái nền tôn giáo chân chính của Đức Thượng Đế lập ra nữa. Ngày nay nó họ Cộng sản họ dùng cái tôn giáo là một cái phương tiện để mà kiềm tỏa tinh thần của người dân lại, là một cái phương tiện để mà tuyên truyền với thế giới rằng trong cái chế độ Cộng sản nó có một sự tự do. Nhưng mà chúng tôi là người đạo Cao đài thì chúng tôi biết rành về cái đạo Cao đài, cho nên chúng tôi đây là một cái dịp để trình bày cho toàn thể nhân dân trên thế giới nói chung và người đạo Cao đài ở khắp nơi hiểu được rõ cái tình hình cái âm mưu thâm độc mà của Cộng sản nó lừa bịp cho thế giới cũng như lừa bịp mọi người. Như vậy thì quý vị chức sắc cũng như là tín hữu Cao đài ở trong nước đó phải hành xử như thế nào để chống lại cái chính sách đó? Dạ thưa anh Việt Long, chắc anh cũng biết qua 2013 Cộng sản đã đưa ra cái nghị định 92 để bắt tất cả các tôn giáo phải ghi danh dưới Cộng sản, và những vị chức sắc và tín đồ Cao đài trung kiên không đồng ý cái vấn đề đó, cho nên họ không có thể nào ghi danh. Thì khi mà họ không ghi danh á, thì Đảng Cộng sản đàn áp họ rất là khốc liệt. Đặc biệt nhất là quý vị cũng đã theo dõi hiền tỷ Bạch Phụng ở trong nước đã kiên cường giữ vững lập trường và theo cái nền chánh pháp của Đức Chí Tôn, thì Cộng sản đã đàn áp rất là khốc liệt. Như hồi hôm qua, đúng ra hiền tỷ Bạch Phụng được lên để có một cái cuộc điều trần tự do tôn giáo trong Quốc hội, thì Cộng sản đã cắt hết cái đường dây điện thoại và cô lập hiền tỷ Bạch Phụng ở trong nước. Thưa quý khán thính giả. Thưa ông Chánh trị sự Lê Phú Hữu, cái mục đích của cái chuyến đi lần này về Washington của quý vị là để làm gì ạ? Thưa qua 2 năm chúng tôi vận động Quốc hội ở Hạ viện thì đã thông qua. Năm nay tới giai đoạn của Thượng viện thì trong cái cuộc vận động để đem lại cái tự do dân chủ, độc lập và tín ngưỡng tôn giáo. Trong cái cuộc vận động này thì có một cái sự tương trợ những anh Tiến sĩ Huỳnh Thắng và cựu dân biểu Cao Văn Ánh. Thì trong cái cuộc vận động hôm nay so với những năm trước thì có nhiều thành quả tốt đẹp và mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn, cũng như niềm hy vọng của chúng tôi rất nhiều vì có một sự tích cực đối với các vị thượng nghị viện trong mấy ngày qua. Cộng sản họ có cái chính sách như thế nào đối với các tín đồ Cao đài hải ngoại hay không ạ? Dạ, thưa anh Dự Long cùng quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do, thì sau khi mà Cộng sản đã là hoàn toàn gần như là 90% đã đồng hóa cái nền đạo Cao đài ở Trung ương rồi, thì bắt đầu họ dùng trong áp dụng cái quyết định 36 mà tôi nhớ dần đó, thì họ đã thực hiện đưa những cái thành phần hoặc là những người này ở ngoài Việt Nam, họ đào tạo nên những cái cán bộ và phong phẩm gì là lấy sạch. Trong đó tôi trên cái hồ sơ chúng tôi nắm giữ được thì có 12 vị, và 12 vị đó đang được có cái quyết định là sinh hoạt chung quanh cái Washington DC,
gồm có những tiểu bang New Jersey, Maryland, Việt Nha, dân dân. Thì họ đã tạo những cơ sở chung này. Đây là một cái điều rất là quan trọng trên cái công luận mà tôn giáo ở thế giới nói chung và ở nơi Hoa Kỳ này nói riêng. Và cũng đồng thời họ đã tổ chức những cái người đại diện đó đi sang các nước như là Nhật hoặc là Đài Loan. Và gần đây nữa là họ đã cái phái đoàn họ đã đến cái đại học của Missouri. Vâng, xin cảm ơn ông Chánh trị sự Lê Phú Hữu và đạo sĩ và đạo hữu Trinh Cẩm Minh. Và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cuộc phỏng vấn với Chánh trị sự Lê Phú Hữu cùng là đạo hữu Trinh Cẩm Minh của Liên hiệp Bàn trị sự Hội Thánh Em và Tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại. Việt Long xin kính chào quý vị. Dạ, trân trọng kính chào quý thính giả đã dành thời gian theo dõi cuộc điều trần của chúng tôi ở đài tại Á Châu Tự Do hôm nay. Dạ, xin hẹn. Chúng tôi xin cảm ơn, xin kính chào anh Việt Long và kính chào tất cả quý khán giả của đài Á Châu Tự Do.